Ai bảo ngực khủng mông to mới yêu được đại gia? Nhìn dàn chân dài cò hương toàn yêu trai giàu này mà lác mắt. Sở hữu thân hình gầy gò, nhưng những người đẹp này vẫn lọt vào mắt xanh của các đại gia. Không sở hữu vóc dáng nóng bỏng rực lửa, tuy nhiên Đặng Thu Thảo, Hạ Vi, Tăng Thanh Hà là những mỹ nhân gây ấn tượng với công chúng bằng những cống hiến nghệ thuật và hoạt động xã hội. Không cần ngực khủng mông to, những người đẹp cò hương này vẫn lọt vào mắt xanh của các đại gia khiến bao cô gái ganh tị. Đặng Thu Thảo sở hữu vóc dáng gầy gò, đôi khi tìm đỏ mắt cũng không thấy vòng một của cô. Hoa hậu Việt Nam không có được nét sexy quyến rũ như bao mỹ nhân ngực khủng khác, nhưng bù lại khuôn mặt thiên thần trong sáng của thần tiên tỷ tỷ khiến chồng đại gia say như điếu đổ. Mới đây, doanh nhân Trung Tính đã rước nàng về dinh trong sự hân hoan chúc phúc của bạn bè, khán giả. Mối tình đẹp của Thu Thảo càng thêm khẳng định, không phải cứ mông to ngực khủng mới yêu được đại gia. Không chỉ Đặng Thu Thảo, Linh Nga cũng sở hữu vòng một khiêm tốn. Thân hình trơ xương của chim công làng múa từng khiến khán giả hoảng hốt. Dù vậy, cô khiến nhiều thiếu nữ ghen tị khi khoe người yêu đại gia trên Facebook cá nhân. Được biết, bạn trai Linh Nga sở hữu một nhà hàng chuyên các món Á, có cổ phần trong chuỗi nhà hàng cao cấp kinh doanh món Âu tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tăng Thanh Hà vốn có thân hình mảnh mai, vóc dáng của ngọc nữ màn ảnh Việt không mấy gợi cảm và hấp dẫn. Dù sở hữu khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, nhưng bức tường thành vẫn luôn là nhược điểm khó khắc phục của Hà Tăng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn khiến vô số chàng trai mất ngủ, trong đó có thiếu gia Lô Yêu Nguyễn. Hiện tại, Tăng Thanh Hà là con dâu của một gia tộc giàu có và quyền lực nhất nhì Việt Nam. Hạ Vi được mệnh danh là hot girl vạn người mê vì nhan sắc nổi bật. Nhiều người cho rằng nếu cô nàng có số đo vòng một lớn hơn thì ngoại hình sẽ rất hoàn hảo. Có giai đoạn người đẹp bị xuống cân thấy rõ, mặc đồ kính vẫn lộ vóc dáng trơ xương. Ngực lép cò hương, nhưng ở Hạ Vi vẫn có một sức hút kỳ lạ. Cô lọt vào mắt xanh của đại gia phố núi và mối tình kéo dài 2 năm của cặp đôi từng tốn nhiều giấy bút của truyền thông. Không cần ba vòng nóng bỏng, Hạ Vi, Đặng Thu Thảo, Tăng Thanh Hà, Linh Nga là những mỹ nhân đẹp theo cách riêng của mình. Chi tiền tỷ chăm con, hai quý ông nhạc Việt gây ngỡ ngàng thế nào? Đan Trường, Bằng Kiều đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi việc nuôi con tốn tiền tỷ. Nhưng con số khủng đã được hé lộ và câu chuyện không còn ở trong vòng bí mật. Đan Trường và Bằng Kiều là những ca sĩ thuộc hai dòng nhạc khác nhau, nhưng điểm chung họ là những quý ông được người hâm mộ yêu mến. Hai dòng ca có một lượng fan ổn định và hiện tại Đan Trường, Bằng Kiều đều giữ được phong độ của mình. Cùng nhiều sao Việt khác, Bằng Kiều và Đan Trường đã lập gia đình và có con, cuộc sống của họ trở nên phong phú hơn khi có con. Hơn 6.500 đô một tháng để thuê bảo mẫu và giúp việc. Năm 2013, Đan Trường bất ngờ cưới doanh nhân Thủy Tiên trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Lúc ấy, đám cưới của anh Bo được cho là xa xỉ nhất làng giải trí. Được biết, nam ca sĩ đã chi 8.000 đô cho phong màn màu trắng phủ khắp khán phòng, 20.000 đô hoa tươi trang trí, 16.000 đô cho âm thanh ánh sáng và 87.000 đô cho việc thuê phòng tiệc và ăn uống. Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn 4 sao Formas San Jose của Mỹ. Mỗi bàn tiệc 10 người cũng có giá hơn 800 đô. Hơn 3 năm sau đám cưới hoành tráng, tháng 2 vừa qua, Đan Trường đón con trai đầu lòng và bắt đầu từ đây cuộc sống của anh đã đổi khác. Vì công việc của Đan Trường buộc phải đi lại giữa Việt Nam và Mỹ, anh thường phải sắp xếp thời gian các show diễn để sang chăm sóc con cùng vợ. Từ lúc có bé Thiên Từ, doanh nhân Thủy Tiên cũng tạm thời nghỉ việc để vào cuộc chăm sóc con. Dù đã thuê giúp việc nhưng chị vẫn không yên tâm. Chuyện cho con ăn buổi sáng, bà xã Đan Trường vẫn tự tay làm. Được biết hiện tại vợ chồng Đan Trường đã chuyển sang căn biệt thự lớn hơn. Cặp đôi đã chuyển sang sống trong một căn biệt thự rộng 4.000m² ở thành phố San Jose, bang California. Bà xã nam ca sĩ cho hay, từ khi chuyển về ngôi nhà có 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm và bể bơi rộng ngoài trời, chị đã phải đối mặt khó khăn trong việc tuyển chọn vú am và người giúp việc. Căn biệt thự quá rộng khiến nhiều bảo mẫu và người giúp việc cảm thấy ngại khi phải di chuyển. Hiện tại, vợ chồng Đan Trường phải thuê rất nhiều người giúp việc để giúp đỡ việc chăm sóc bé Thiên Từ. Đan Trường và vợ phải tốn 6.500 đô, gần 140 triệu đồng mỗi tháng để thuê vú em người giúp việc, người dọn hồ bơi, người dọn sân trước, sân sau cho ngôi nhà. Tính chi ly, riêng tiền giúp việc, bảo mẫu hàng năm của vợ chồng anh Bo cũng phải tốn tiền tỷ. Bằng Kiều chuyển cho vợ cũ 2 tỷ nuôi con. Cũng như Đan Trường, dù là người nổi tiếng, nhưng Bằng Kiều vẫn dành nhiều thời gian và công sức trong việc chăm nuôi con. Kể cả khi không còn chung nhà với vợ là Gypsy Phương Trinh, thì Bằng Kiều vẫn luôn làm tốt vai trò và trách nhiệm của người cha. Thời gian đầu sau ly hôn, Bằng Kiều bị nhiều dèm pha rất nhiều, có lúc anh chỉ biết trải lòng, đời sống gia đình có cái hay, cái vui của nó nhất là khi có con.
Nhưng nếu bố mẹ không thực sự yêu thương nhau, không là bạn đồng hành của nhau, chia sẻ từng mẫu đối thoại nhỏ trong đời sống sinh hoạt mỗi ngày, không chung một ý tưởng vì quá bận rộn cơm áo gạo tiền, thì thực sự cuộc hôn nhân đó chẳng khác gì địa ngục. Trước những thị phi từ dư luận, một người bạn thân thiết của Bằng Kiều là chồng ca sĩ Thu Phương, Dũng Tyler, đã lên tiếng bênh vực. Năm 2014, trên trang cá nhân của mình, ông bầu hải ngoại đã tiết lộ Bằng Kiều là một người cha có trách nhiệm và hết lòng với con cái. Chuyện Bằng Kiều bị dư luận ném đá được cho là quá bất công. Theo chồng Thu Phương, mỗi năm Bằng Kiều đã dành hơn 2 tỷ đồng gửi cho vợ nuôi con. Dũng Taylor viết, anh ấy đã phải lao động cực lực để nuôi dưỡng vợ con dù đã ly dị. Người đàn ông ở Mỹ có trách nhiệm tài chính cũng chưa đủ, họ còn phải đóng góp tinh thần cho giá trị gia đình cho vợ con. Việc Bằng Kiều rất thương con là điều mà đồng nghiệp nào cũng biết. Những sao Việt bị fan phản đối gay gắt chuyện yêu đương. Nhiều sao Việt từng bị fan từ chối ủng hộ và phản đối gay gắt khi biết thần tượng đang vướng vào chuyện hẹn hò. Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm. Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm đã được fan đồn đoán hẹn hò từ 3 năm trước với hàng loạt nghi án xung quanh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa một lần lên tiếng thừa nhận hay chia sẻ gì về mối quan hệ này. Dù chưa xác minh, nhưng nghi vấn yêu nhau của cặp đôi này dường như đang ngày càng được xác tín, bởi cả hai không chỉ bị soi về loạt quần áo đôi, cách anh chàng ủng hộ chị gái của người yêu tin đồn và mới đây nhất là chiếc khuyên trên mũi của họ. Đông đảo người hâm mộ phát hiện ra chiếc khuyên mũi trong hình ảnh Sơn Tùng đăng tải lên trang Instagram giống như của Thiều Bảo Trâm. Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm bị phát hiện liên tục cùng dùng đồ đôi. Chứng kiến cảnh thần tượng dành sự quan tâm đặc biệt đến người phụ nữ khác, không ít fan quá khích của Sơn Tùng đã lên tiếng phản đối, thậm chí nhiều fan bay tẩy chay Thiều Bảo Trâm mọc lên như nấm và thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Thiều Bảo Trâm từng bị fan của người yêu tin đồn công kích dữ dội, thậm chí là những kẻ mắng nhiếc rất khó lọt tai. Gần đây nhất, Sơn Tùng bị các fan phản ứng dữ dội khi nửa năm trời không cập nhật gì mới trên trang cá nhân, nhưng lại chia sẻ công khai sản phẩm âm nhạc mới của Thiều Bảo Trang, chị gái Thiều Bảo Trâm. Subin Hoàng Sơn và Hiền Hồ. Nghi vấn hẹn hò của cặp đôi này được đặt ra kể từ đêm chung kết của The Voice khi Subin Hoàng Sơn trở thành khách mời và kết hợp rất ăn ý với thí sinh Hiền Hồ. Sau đó, những bức ảnh thân mật tình tứ được cho là của Subin Hoàng Sơn đang đi xem phim cùng Hiền Hồ được cộng đồng mạng chia sẻ với nhau một cách nhanh chóng. Và khi ấy, cặp đôi này gặp phải rất nhiều tranh cãi của dư luận. Subin và Hiền Hồ bị nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm khi được cho là cùng nhau đi xem phim khuya. Sau khi những bức ảnh này đăng tải, có rất nhiều luồng ý kiến xoay quanh cặp đôi này. Có người ủng hộ, nhưng cũng có vô số fan đòi tẩy chay Hiền Hồ. Đặc biệt là fan Subin Hoàng Sơn công kích cô ca sĩ trẻ rất dữ dội. Thậm chí có người còn đòi giết Hiền Hồ, họ yêu cầu nữ ca sĩ buông tha cho thần tượng của họ. Sau đó, Subin đã lên tiếng về sự việc và thừa nhận cả hai đã dần tìm hiểu về nhau. Có nhiều luồng ý kiến, thậm chí tranh cãi xoay quanh Subin và Hiền Hồ. Người thì cho rằng Subin phủ phàng, không biết cách bảo vệ bạn gái nên mới chia tay ngay khi bị phát hiện. Một số khác lại nghĩ rằng Hiền Hồ đang lợi dụng Subin để được nổi tiếng hơn. Subin và Hiền Hồ đã vướng phải nhiều ồn ào khi câu chuyện này xảy ra. Thời điểm đó, cả hai đều mong sự việc sẽ được dừng lại và khán giả hãy quan tâm đến sản phẩm âm nhạc của họ hơn là đời tư. Hoài Lâm và Hoàng Ngọc. Khi công khai quan hệ tình cảm với bạn gái Hoàng Ngọc, cháu nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, Hoài Lâm liên tiếp vấp phải những lời chỉ trích không hay. Thậm chí tại một đêm nhạc riêng, Hoài Lâm cũng nhận được thư của khán giả bày tỏ bức xúc về chuyện tình cảm của anh. Khán giả này cho rằng chuyện tình cảm đã ảnh hưởng đến hình ảnh ngoan hiền mà anh xây dựng bấy lâu nay. Nhiều khán giả tỏ ra khó chịu và chỉ muốn Hoài Lâm tập trung ca hát hơn chuyện yêu đương hay đòi kết hôn sớm. Sau nhiều lần im lặng vì cảm thấy bị xen vào chuyện cá nhân quá mức, nên Hoài Lâm đều lên tiếng đáp trả thẳng thắn về chuyện tình cảm của mình và bạn gái. Hoài Lâm tiếp tục đăng ảnh cùng bạn gái lên trang cá nhân, mặc cho mọi người không hài lòng về mối quan hệ này. Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh. Từng từ chối nhiều tin đồn hẹn hò, đến tháng 10-2016, Bảo Anh chính thức thừa nhận cô và Hồ Quang Hiếu đang có mối quan hệ tình cảm với nhau. Kể từ lúc công khai hẹn hò, cả hai đã thoải mái hơn rất nhiều khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cặp đôi gặp rất nhiều lời bình luận chỉ trích từ fan của giọng ca không cảm xúc. Trước đó, dưới hình ảnh được Bảo Anh chia sẻ lên trang cá nhân, một số fan của Hồ Quang Hiếu đã để lại bình luận khiếm nhã. Một người hâm mộ thậm chí còn nặng lời yêu cầu nữ ca sĩ phải chia tay bạn trai, trả anh Hiếu lại cho em, nếu không chị sẽ bệnh mà chết. Đáp lại bình luận nói trên, Bảo Anh không tỏ ra tức giận, thay vào đó cô trả lời một cách hài hước. Em ơi, 192 hàm tử đang chờ đón em về.
Thậm chí Bảo Anh còn gửi lại bản đồ hướng dẫn cách đi cụ thể. Và được biết, địa chỉ trên chính là bệnh viện tâm thần ở thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Anh luôn có những câu trả lời sốc khi bị chỉ trích về chuyện yêu đương. Ngoài ra, trước nghi vấn mối quan hệ giữa Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chỉ là chiêu trò PR và anh lợi dụng tên tuổi của bạn gái, nam ca sĩ thẳng thắn, không hề có chuyện lợi dụng gì nhau, mỗi người đều có một hướng đi riêng. Nếu nói lợi dụng thì tôi đã công khai từ trước, chứ không kể đến khi báo chí chụp ảnh đưa tin các kiểu, chúng tôi đã yêu nhau được 2-3 năm rồi mà.